Rồi, hello mọi người nha, chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình. Thì tiếp tục hôm nay lại là một series giới thiệu về sản phẩm. Thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho anh em một số cái loại phuộc mà để lắp lên xe Vario. Thì có thể nói là Vario là một trong những chiếc tay ga bây giờ, hiện tại bây giờ là bán chạy nhất thời điểm hiện tại luôn. Nó đẹp này ha, nó sang này ha. Trước tiên, ở đây mình có hai loại phuộc của hai dòng hãng. Hãng thứ nhất đó là dòng hãng quá quen thuộc với những anh em mà theo dõi clip mình đúng không nè, đó là X1R, phuộc của X1R. Đây, XMVR1. Đây chính là cây phuộc đầu tiên mình giới thiệu cho anh em. Tại mình sẽ giới thiệu từng giá từ thấp đến cao trước. Thì cây phuộc này là rẻ nhất trong các loại phuộc mình đang có hiện ở đây. Cây phuộc này có giá 900. Cây phuộc này đến từ thương hiệu X1R XMVR1 ha, của Malaysia ha anh em. Đây anh em mình thấy rõ không? Đây, cây phuộc ha. Rồi, đối với phuộc này thì thiết kế của nó là có hai màu nha anh em. Đây, hai màu, màu vàng và màu đỏ. Bình dầu đều là bình dầu bạc. Vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái này bỏ xuống, lấy nói cái màu vàng cho anh em nghe thôi. Thiết kế cái phuộc này đó chính là bình dầu nó nằm ở trên, khi anh em gắn thì nó sẽ quay lên như thế này. Rồi cái này là phần ở dưới. Thấy chưa anh em? Đấy, nó nằm thế này. Và ở đây phuộc này thì có hai tăng chỉnh nha anh em. Thứ nhất, tăng chỉnh độ nén của lò xo, tức là anh em dặn cái này nè, anh em dặn xuống nó nén xuống lò xo càng nhiều thì có nghĩa là cái độ nặng mà khi anh em ngồi xuống nó càng nặng ha. Nó nén càng nhiều thì nó càng nặng ha. Rồi, tăng chỉnh thứ hai đó chính là tăng chỉnh độ rebound của phuộc, đó là cái nút này nè. Độ rebound tức là gì? Tức là khi anh em nhúng xuống được chưa? Nhúng xuống nó lên từ từ. Nếu mà anh em chỉnh qua chế độ nặng á thì nhúng xuống nó lên từ từ thôi. Còn anh em chỉnh nhẹ thì nhúng xuống nó bật lên liền. Đó thì tùy theo nhu cầu của anh em đi sử dụng. Thì cái này có hai tăng chỉnh, thì bình dầu này thiết kế để làm cho làm đẹp ha. Rồi bình dầu này thì chắc không có tác dụng, tại trong cục giáp của nó có chưa 900.000 rồi mà, đúng rồi. Ha, rồi thì có tăng chỉnh rebound lò xo và tăng chỉnh độ nén lò xo. Đây, thiết kế đây nè. Rồi đây là cái màu vàng, còn đây là cái màu đỏ, anh em có thể sự lựa chọn ha. Thì đối với những cái phuộc này thì giá nó rất là tốt anh em. Em có thể, anh em nào mà điều kiện kinh tế khó ít thì có thể sử dụng những cây này, rất là đẹp ha anh em. Nước sơn, từ nước sơn đến chung là việc khác này, rất là nét. Rồi tiếp theo, tại mình tính là mình nói theo thương hiệu nhưng mà mình lỡ mình nói với anh em là mình nói theo giá tiền rồi, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em tiếp tục. Thì với giá tiền thứ hai là khoảng tầm 1,2 triệu thì anh em có thể lựa chọn là Olinfast hoặc là Nitron đeo đó, cái mình hiện tại bên mình thì không có ha. Còn tiếp theo, một thương hiệu cũng khá là quen thuộc với anh em, nói chung là rất quen thuộc luôn, đó chính là ETS. Bên mình cũng có luôn ha, có ETS luôn. Ngoài những X1R thì bên mình vẫn bán rất là nhiều phụ tùng đồ chơi các hãng khác nhau nữa, và là có ETS nữa. Thì đây là một cây ETS. ETS thì mình đã nói rồi ha, rất là quen thuộc với anh em, một thương hiệu đến từ Thái Lan đúng không anh em. Rồi thì ETS này đó chính là nó có hai dòng. Dòng này là dòng G-Series. Dòng G-Series anh em thấy không? G-Series ở đây có bên bán có chính hãng ha, có mã số đàng hoàng ha, ETS. Rồi thì thiết kế cái ETS này, cây phuộc, cái bình dầu nó cũng nằm ở phía trên, nó cũng sẽ quay như thế này nha anh em. Nó sẽ quay như thế này, đi lên trên như thế này. Rồi nó cũng có hai màu luôn, là màu vàng và màu đỏ, màu vàng màu đỏ. Thì cái ETS này có giá hiện tại bên mình đang bán đó chính là 1,8 triệu nha anh em, bán lẻ 1,8 triệu ha. Giá bán lẻ là 1,8 triệu. Thì cái ETS này thiết kế thế này thôi, nó chỉ có một tăng chỉnh duy nhất là tăng chỉnh độ nén của lò xo. Nếu anh em nào nặng ký quá thì anh em nén cho nó xuống, còn anh em nào nhẹ ký thì anh em xả cho nó ra.
thì chỉ có một tăng chỉnh nhất của lò xo, ngoài ra không có tăng chỉnh gì hết. Và chỉnh được chứ nè, đây anh em nhìn kỹ ha, đây chính là ETH. Thì giá của nó là khoảng 1.800.000, thì nó mắc hơn, nó gấp mấy cái kia rồi, nó gấp đôi, hơn gấp đôi kia rồi đúng không nè. Rồi thì giá này cũng là dạng là thuộc phổ thông ETH. Rồi tiếp theo thêm 400 đưỡng nữa chúng ta sẽ lấy được một cây. Quên ý đó này, có hai dòng, một dòng nữa này là dòng G series còn không tăng chỉnh, một dòng G sport có tăng chỉnh đầy đủ luôn thì khoảng 2.800.000. Cái đó thì hiện tại mình chưa lấy ra được ha. Nói chung là có tăng chỉnh ha, nó cũng giống giống như nè, có tăng chỉnh hai cái đếm phục ở đây nè em. Rồi mình quên nói với anh em, thì 2.800.000 ha, có tăng chỉnh 2.800.000, không tăng chỉnh thì 1.800.000. Rồi thêm 400.000 thì anh em đang sẽ lấy được một cây này, một cây phuộc cao cấp cho tay ga của X1R, cây phuộc X Pro này cực kỳ nặng này nè, cầm lên cực kỳ chắc tay, cầm hai cái này, cầm cái này nghe mỏi tay liền em. Không lẽ là do cầm nãy giờ mình cầm lâu nghe mỏi tay hay sao, cầm cái này nghe chắc khịt luôn. 2.250.000. Rồi với 2.250.000 thì anh em có gì? Rồi khi gắn lên xe thì cái bình dầu nó sẽ quay xuống dưới. Đây, nó quay xuống dưới như thế này ha. Ở anh em, nếu mà anh em coi thì anh em có thể lục lại clip video của mình lúc trước có review á, quay như thế này. Để trên này anh em. Rồi thì nó cũng có, nó có hai màu như thế này. À, quá nặng. Một màu vàng hơi tươi, bình dầu màu cam cam vàng vàng. Một cái là màu lò xo đen, ti ở trong cây ở trong màu đen và bực và bình dầu đen. Anh em thấy ha, nhiều người có cách nhìn màu khác nhau nên mình nói không chính xác màu đâu ha, không biết đâu mình bị mù màu đúng không chứ. À nặng quá. Rồi với 2.250.000 thì đây sẽ có một cây phuộc như thế này. Dưới đây là nhôm CNC nguyên khối nè, mình thấy nhôm CNC nguyên khối nè, cái này cũng nhôm cũng CNC nè. Rồi ba tăng chỉnh thứ nhất đồ nén là xo, này là tăng chỉnh ngược lên, nằm tăng ngược lên trên ha, cái kia là tăng dưới này, ngược lên trên, ngược cái bình dầu luôn. Thứ hai, hai tăng chỉnh ở cái dầu ở trong nữa. Cái thứ nhất là tăng chỉnh độ nhúng xuống, thì ngoài việc mà tăng chỉnh đồ nén là xo cho nó nhúng nặng xuống thì em có thể tăng chỉnh cho cái dầu ở trong bình dầu này, nó điều khiển độ nén của cái ti phụ ở đây, dầu ở trong ha. Rồi tiếp theo đó chính là tăng chỉnh độ rebound, thì hồi nãy mình nói rồi ha, độ rebound tức là độ trả về của cây phuộc. Đấy anh em, đấy thì cây này ba tăng chỉnh 2.250.000, nó sẽ quay như thế này. Anh em nào thích thì coi lại cái clip video lúc chiếc video của mình có gắn. Rồi anh em thấy những chi tiết nè, đây bình dầu nấm tăng chỉnh và những cái chân nè rất là chắc chắn luôn. Rồi ha, rồi cuối cùng tóm lại mình sẽ có được ba cái loại như sau. Ui cộng hết rồi X1R bình dầu trên hai tăng chỉnh 900 hoài. XS không tăng chỉnh 1.800.000, loại tăng chỉnh G Sport thì 2.800.000. Tụ cao cấp của X1R, X Pro 2.250.000, ba tăng chỉnh, bình dầu dưới và những chi tiết khắc CNC đắt lợi, khắc rất là đẹp ha. Đây có khắc tên ti phụ của em, có chữ được ha, đầy đủ ha, đầy đủ hết luôn, có khắc mã, khắc chữ trên lò xo phụ được hết. Về độ nhúng thì bây giờ mình chỉ giới thiệu cho anh em trước thôi, bữa nào mà có khách gắn hay có cái gì mà mình có mặt tại shop thì mình sẽ làm clip review về độ nhúng cho anh em trước, còn bây giờ mình chỉ review về mẫu mã cho anh em coi ha. Còn cái độ nhúng thì do chưa có xe khách nào đây gắn cho nên mình chưa có thể test độ nhúng cho anh em được, thì có mình sẽ làm một clip sau.
Rồi thôi mình kết thúc video tại đây. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cho anh em một số sản phẩm, một số lựa chọn về phục cho Vario mà anh em có thể thích. Nếu anh em nào thích mà muốn mua, muốn tìm hiểu sản phẩm thì có thể đến shop mình tại địa chỉ shop mình có để luôn bên dưới. Hoặc là muốn mua hàng online thì mình vẫn để lên Shopee, Lazada hoặc là Sen Đỏ hoặc là Fanpage của shop thầy mình ở dưới hết cho anh em. Em có thể mua và đặt hàng ship Shopee hoặc là ship vận chuyển này kia tặng nhà cho anh em luôn. Rồi hẹn anh em ở cái video tiếp theo. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.